Em xin chào buổi sáng tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại em đang đứng ở giữa hẻm 71 khu Bắc đây. Thì hành trình hôm nay chúng ta sẽ đi cùng lang thang ra chợ nha. Chợ Cô Giang coi ngày rằm họ bán những gì nha. Nhân đây thì xin chúc cô chú anh chị bạn ngày mới vui vẻ và thật nhiều sức khỏe nha. Đây, bắt đầu chúng ta sẽ hành trình đi thẳng ra đây thì là đường Cô Bắc. Nhưng mà chúng ta không đi đường Cô Bắc, chúng ta sẽ đi vô hẻm nhà Lô ngày xưa. Đây là cái thất cao đài nè. Bên hông của cái chùa cao đài. Chúng ta đi bọc phía sau chùa cao đài. Ở đây thì có cái nhà 71/17. Nhà cửa xanh xanh nè, rồi kế bên này cũng 71/17 luôn, ba bốn địa chỉ ở khu vực này luôn á. Chúng ta thấy nha, sân đây thì gửi đến cô Jenny Hồ luôn. Ngôi nhà này thì họ cho thuê rồi nè. Đây cái cửa nhỏ nhỏ này cũng 71/17 luôn, rất là nhiều, 4 căn. Đây là phía sau chùa ha. Hôm bữa em có quay nhưng mà có lẽ không rõ cho lắm. Nay con gửi cô lại ha. Đây có cái chốt dân phòng nhỏ nhỏ nè. Ở trong đây cũng có cái 71/17 nè. Đâu ngay góc nè. Phía trước đây là chợ, cái chung cư Cô Giang, nhưng mà bây giờ giải tỏa thành bãi đất trống rồi nữa. Đi chợ chơi. Cái cây nó mua nhiêu tiền? Dạ, mười mấy triệu. Dạ, tại nó chống rung. Camera này có sạc rung đúng không? Dạ đúng rồi. Chống rung luôn. À, mình có lắc lắc nó cũng không có rung. Nó có nhiều loại lắm, có loại gắn cái điện thoại cũng được nữa. Yeah. Em đi. Đây. Đây ngày xưa là nhà hoàng ở đây nè. Sớm này hồi xưa thì đi vô hẻm chung cư Cô Giang. Con đi chợ chưa con? Hay con muốn làm? Dạ có, hôm nay đi vòng ra chợ chơi chút vậy làm. Dạ. Đây thì hẻm đa số là người Hoa, hẻm nhỏ nè. Cùng còn đi ra đây hẻm Bình Dân thì chúng ta đi nhà chợ Cô Giang, mình đi đường tắt. Thấy hẻm nhỏ chưa, hôm nay ngày rằm mùa chợ cũng rất là đông. Đây, chúng ta nhìn lại cái hẻm nha. Đầu hẻm có cô bán dừa, dừa tươi. Bây giờ này má đi chợ về chưa? Hồi nãy thì không thấy má nha. Thì sẵn bây giờ mình đi coi có gặp má không ha. Rồi má mua cái gì?
đây là đường Đề Thám này các anh chị. Đường Đề Thám theo hướng này thì chúng ta ra bến Trương Dương. Chở anh. Đi một vòng rồi chở chứ. À nãy giờ nghe mà trong mua lần hả? À dạ. Nói nghe Đình Nhân Hòa có mua lần. Đi sao tối vậy ta? Đây, những xe bán củ sắn. Củ sắn với cam quýt. Đây tới chợ bán cá nè. Con cá. Cá lóc. Ok, cá điều hồng. Sẵn xíu nữa hành trình chúng ta sẽ đi đến hẻm 41 luôn ha. 41 để xem hẻm nó như thế nào, sẵn gửi đến cô chú anh chị. Hoa. Ngày rằm thì không thể thiếu hoa được. Mình đi hướng này thì đến đường Hồ Hảo Hớn. Chút xíu nữa chúng ta sẽ thôi mình đi ra hướng đây gặp má nha. Đi theo má, theo má. Đây. Má mua xong chưa má? Má mua xong chưa? Má, má mua xong chưa? À, hôm nay gặp cái gì không? Chai nữa. Không có. Ăn thôi ạ. Máy rồi. Máy gì vậy? Máy về hả? Ừ. Dạ, máy về con đây ạ. Chúc nữa con về. À, bây giờ tranh thủ chúng ta sẽ đi đến hẻm 41 đi ha, rồi mình quay ra chợ chơi sau. Đây thì bán trái cây nè, quýt với lại bơm. Ở đây có sư thầy đi khất thực. Đi rồi đó. Ở đây thì có hẻm 41 thì kế bên hẻm 61 ha. Hôm bữa em có đi vô hẻm 61 rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vô hẻm 41. Nấm rơm. Xe trái cây của chị quá trời luôn. Đây thì đây là hẻm 61 rồi, đi lên tí nữa thì hẻm 41. Ngày xưa thì theo sự chia sẻ của các tiền bối thì hẻm 61
nó thông ra hẻm 41 luôn. Rồi từ đó thông ra xóm Tỉnh. Xóm Tỉnh bây giờ chỗ bán than, chú em có đi mua than đó, gần bến Trương Dương. Hoa rất là đẹp ha. Đây đầu hẻm, bên đây là hẻm 41 đây. Thì đối diện hẻm 41 thì có cái bưu cục để vận chuyển hàng hóa nè. Hồi xíu nữa chúng ta đi ra sẽ thấy cái bưu cục rõ hơn ha. Bây giờ mình đi vô hẻm 41. Đầu hẻm thì bên tay trái thì bán vàng, tiệm vàng Bích Thảo. Bên tay phải thì trước có đi quay nhà 47 nè. Sẵn đây gửi đến của chú anh chị luôn. Đầu hẻm bên đây phải thì có cái khách sạn. Khách sạn C-Mini. Nhà này thì mới xây lại. Chắc có lẽ bán. Đây chúng ta đi vô hẻm 41 nha. Rất là rộng. Để mình vô xem coi hẻm này còn cái hẻm thông để đi ra cái hẻm 61 không nhé. Hẻm rất là yên tĩnh. Không biết cô chú anh chị nhà nào ha. Đường cùng quá. Nó quay cho ra thôi. Bên đây có cái hẻm nhỏ nhỏ nè. Rồi mình quay cho ra nha. Đầu hẻm thì có cái bưu cục để vận chuyển hàng hóa số 10 Cô Giang. Ngày xưa thì đó là cái rạp chiếu phim Ấn Độ ha. Này. Rạp phim Ấn Độ ngày xưa. Bây giờ là cái bưu cục Cô Giang. Hồi xưa thì ở đây đông lắm, nhưng mà bây giờ thì ít rồi, vận chuyển hàng hóa ít rồi. Để chúng ta nhìn thấy hơi vắng. Rồi chúng ta đi một vòng đi chợ nữa rồi chúng ta sẽ kết thúc hành trình hôm nay. Giờ mình ra chợ xem mọi người bán gì hôm nay nhiều nha.
Nhân đây thì em xin gửi đến cô chú anh chị những hình ảnh về hẻm 41 và khu chợ Cô Giang. Chúc cô chú anh chị mình vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Đây bánh mì Hồng Vân nè, bánh mì Hồng Vân trước có review nè, rất là ngon luôn. Giá bình dân có 15.000 thôi.